cây rồi mà rất là êm. Nhưng mà đi số 2 mà đi tốc độ khoảng 50 cây là nó ồn lắm rồi. Máy nó ồn lắm rồi. Máy nó gầm hết rồi. Thế đây anh chỉ sợ nó là số 3. Chứ không phải là số 2. Hộp số này có cấp chứ? Hộp số vô cấp anh. Thế thì nó tương đương số 3. Phải Queen Homestay này mọi người nhé. Thì đạp rất nhẹ nhàng. Dốc này nó 10% này, cảm giác cái máy nó vẫn nhẹ nhàng nhỉ. Vâng, máy lên rất từ từ mà động cơ máy vẫn nhẹ nhàng nhưng không có gánh nặng gì. Sức mạnh.